vợ anh đi. Không, em đi bán măng thôi. Không phải em bán măng đâu, nhà anh nhiều trâu lắm, nhiều không. Tiền lắm, giàu lắm, không phải vất vả lên đôi đâu. Hai con, về đi, về đi. Vợ anh nhiều trâu bò lắm đi. Đi vợ đi. Vợ anh nhiều trâu bò lắm, không phải đi chợ bán năm rồi đâu. Đi, về nhanh đi, nhanh lên, về anh làm vợ đi, vợ anh đi. Bỏ em ra, em không đi làm về vợ anh đi. Nhà anh giàu mà, châu bò nhiều không phải đi chợ bán măng đâu. Kể làm vợ anh đi, nhà anh giàu nhiều châu bò lắm, em không phải đi chợ đâu. Đi nhé. Nhà anh giàu, nhà anh nhiều tiền, nhiều châu bò lắm, đi về làm vợ đi. Em phải đi chợ đâu, nhà anh nhiều tiền mà. Bây giờ đang tuổi nào rồi, còn đi bắt vợ thế này. Bắt vợ về làm vợ mà. Bỏ con nhà người ta ra, con nhà người này đã đi bắt vợ làm vợ mà. Ôi nhờ. Tôi bắt về làm vợ mà, về làm vợ anh nhá. Nhà người này không được đâu. Về làm vợ anh đi. Về làm vợ anh nhà anh có nhận về làm vợ anh đi. Về anh giàu mà, anh nhiều cho vợ nhiều tiền mà, không phải đi chợ đâu. Về làm vợ anh mà. Quyền đấy, đi về đi. Về làm vợ anh thôi. Báo trưởng bản đấy, không được làm thế nào, đi về. Về làm vợ anh đi. Đi về kia đi. Em có bị làm sao không? Em sao một tí rồi ạ? Em tên là gì đấy? Nhà ở đâu? Nhà em ở trên núi rồi. Trên núi em đi đâu mà lại đi qua cái bản này, họ hay bắt vợ lắm. Đi lần sau đi phải có nhiều người đi hay là đi như nào chứ không là nó nguy hiểm đấy. Thôi em đi vào nhà ngồi uống hộp nước đã rồi xong rồi đi thì anh đưa về. Vâng. Đi vào nhà uống nước đi. Đấy, nhà anh ở đây mà. Đi em ngồi uống nước đi. Bỏ cái vui ra, Hãy uống nước đi. Thế nhà trên đấy mà, trên núi mà đi, bây giờ đi về thì chẳng muộn là tí anh đưa về. Dạ thôi ạ, tí em còn đi lên trên núi lấy măng nữa ạ. Thế người có làm sao không? Đau chỗ nào không? Sao? Ở đây người ta cứ thế đấy nên là mình đi phải chú ý một tí, không có là không gặp anh thì này cũng hay này cũng vất vả thôi. Vâng. Cảm ơn. May quá có anh không. Ông đi ông nuôi em đi, em sợ quá. Phong tục ở đây là thế nhưng họ bỏ lâu rồi. Chẳng qua là nó vẫn có một số thành phần nó thế thôi. Chứ không phải là ai cũng thế đâu. Lần đầu tiên đi qua đây mà em sợ quá. Đi lấy măng thì em phải đi được đi qua cái khu này, em đi dịch sang núi bên kia kìa. Thì nó không có những người thành phần như thế nên là mình cứ tránh nó làm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Cũng uống nước đi em. Uống nước đi, anh xuống chạy xuống bếp đi. Em. Dạ vâng ạ. Thôi ở đây ăn cơm với lại nhà anh xong rồi tí anh đưa về. Đi về đây ạ. Thế thì người không cho thì đi được thì em cứ đi về thôi. Nhớ là đi lại nó cẩn thận nhé. Cảm ơn anh nhé. Em xin phép anh đi về đi ạ. Ừ rồi, không có gì đâu. Đi đứng cẩn thận nó lại. Em đi về đấy ạ. Đi cẩn thận nhá. Dạ vâng. Nhá. Cháu đi đâu rồi? Cháu đi lấy măng bác ạ. À? Có được không? Hay là không lấy măng thì chặt cho bác một buổi cỏ này là mang về cho cháu ăn rồi mai bác trả tiền cho, tiền công cho. Dạ vâng. Ừ thì cỏ. Nếu mà ấy vào chặt cho bác một buổi. Dạ vâng. Ừ. Cỏ.
tốt không nhỉ? Tốt lắm, đầy đủ hết, cho này rất khó thu. Điều như này thì đúng là bác này nuôi trâu phải đúng không? Không, nhưng mà ngày trước bác cũng chịu cắm đấy chứ nhỉ? Ừ, tôi chứ đừng, bác mình thuê cả mấy cuốc về cuốc tưới như là trồng chứ. Cháu cứ để ở từng đống trên đống, một bé bé một nhóm bác khác ôm. Vâng. Ôm bác bó và bác mang về. Bác mang xe trâu đã kéo hay này? Không, bác chở xe máy luôn. Mang xe trâu không ấy được, không ăn được gì hết, nó đỏ mất rồi. Không, không lấy gì ấy chứ. Cầm lấy chỉ cho. Đây đây đây, cho cháu một ôm đi lên nữa. Từ từ con đó đây. Đâu không? Cái dây rồi nè. Bác Đạt làm con trâu này ngon đấy nhỉ? Trâu ngon, cái trâu mà chạy không được rồi. Con này có khả năng già hơn con nhà Dìu không? Già hơn nhiều chứ. Dạ. Một răng có đấy. Mình có một dây. Không mang nhiều. Bác
6 chiều thì 6 mới được về. Ăn lương một cục vâng. Vậy, sắp hưu rồi. Quá này chỉ đi nửa quá rồi thì được nghỉ rồi. Ra huyện rồi. Thế rồi cho hôm nay là nặng quá bà. Cho bác gửi tiền công hôm nay nhá. Vâng, xin bác. Hôm nào bác chặt nữa bác lại gọi cháu. Hôm nào bác chặt bác gọi. Bác phải chặt hết chỗ này đúng không? Phải chặt hết bãi này chứ, cứ nhặt nhà chặt cho châu ăn này. Vâng. Giờ châu không còn chỗ nào buộc nữa. Không hóa bác cháu bê cái này. Không cần đâu, mình bác khắp bê được, bê hai người khó chứ. Vậy con này sáng mai cũng có khó ăn đều đi. Nãy ba về nhà có cuộc gọi nhỡ, ba này cái máy của Yến đang bà cầm đi thì ba gái này ở chân này hỏi bà cái máy này của Yến à, bà không của cái Hoa thì quá cái Yến thì giao độ vòng gọi làm gì. Thank you.